Nhưng mà phải để nhiều, phải để một đứa thì nhiều khi chưa phải là sinh đôi đúng không? Em cũng là sinh đôi út. Em là út à? Cũng vỡ kế hoạch. Vỡ kế hoạch luôn. Mẹ em vỡ kế hoạch. Bố mẹ em vỡ kế hoạch, bây giờ đến lượt vợ chồng em vỡ kế hoạch. Vỡ kế hoạch thì nó mới ra song thai.